thì lừa người bà. Này. Chữ này nữa. Lừa cũng qua rồi đúng không? Thấy sợi miến hôm qua không? Sợi miến hôm qua này. Đi có rau đắng được. Em đang măng như chị, măng này, mọc này, mọc và quán này bán sẵn này. Đây là, đây gọi là món, cái này gọi là giò, giò tai. Giò tai các bạn hiểu không? Đây là đói quá rồi chứ mà đi với cái bọc này đâu, mấy cái chỗ để ăn uống không ra gì, toàn khoai tây chiên với pizza tôi chết mẹ rồi đó. Bây giờ phải xào măng, nấu mọc, nấu sườn cho mấy bà nhỏ có bài ăn đó. Sườn nấu rồi, bây giờ là xào măng. Chị miếng ấy thôi, miếng mỡ heo. Chào Tâm Linh Đá Di. Đó rồi, bây giờ tôi đến cái giờ tôi hành hạ tim gan các người đây. Tôi xào măng. Alo. Cái gì, ai đấy? Liên quan biết cái chuyện gì tuần nào? Không. Cái mới làm mẹ là gì? Em muốn đi làm gì? Nhà em đầy nhà, trả về việc mẹ về mượn em có mấy cái nhà để không, nếu còn cho thuê được. Sao em muốn làm gì? Nhà em việc gì để mượn? Em muốn làm gì chả có lý do gì để mượn cả. Dạ. Dạ, dạ. Bên chị không tuyển phục vụ em ạ. Bên chị giờ tuyển ấy, giờ tuyển, giờ bên chị tuyển ấy, bên chị tuyển thu ngân với cả tuyển bếp em ạ. Em ghiền món măng nhà chị cái đây 5-6 năm đã. Thấy chị cái muỗng ra, cái môi ra này. Ninh sườn rồi này. Cái môi đéo rồi mình lấy cái đấy làm gì luôn cha. Cái môi mày bị dầu à Trang, con này mày như kiểu mày bị ngáo rừng ấy. Hiểu tôi lấy cái đấy làm gì luôn. Đó, măng tôi xào, tôi xào tôi linh xong tôi linh mọc, các bà hiểu không? Đấy, chúc bọn trẻ con thì nó không ăn măng đâu.
Đó. Đó. Xào măng cho thấm. Thấy không? Đây. Đây giò tai. Giò tai nhà em. Cho măng vô luộc như sườn. Tí cho mình nước vào đun bún để chung bún. Cho mình đưa nước vào đây xem. Chúc bún. Trời ơi, ông Luis Trần ông dậy giờ này sao ông cha nổi. Nấu bún miến măng cho mấy bạn nhỏ. Đây này. Đây giò tai này. Đó. Giò tai như này này mấy bà. Không nấu được hết. Chắc chúng ăn một cục thôi. Giò tai mọc. Mình thấy lắm hình như. Rồi ấy đi mở cái thức. Đó. Mọc đây, mọc cho tôi đây. Đó, với những ai mà lười nhát cứ mà chui vào đây. Bởi có nhiều người người ta lười đi chợ. Các bác hiểu không? Lười đi chợ. Đó, cái này tôi trụng sơ. Đó, đây giò tai. Đó, cho nó tan đá này. Chưa không? Trang cho bún nuôi trụng. Đúng không? Còn đây giò đây mọc. Cái này là mộc của nhà em làm nhé. Đó, ai mà lười ấy thì mua cái gói này về này, gói này mộc này, mộc làm sẵn nhé. Một gói này là nửa ký. Một ký là 380 ngàn. Yên tâm nha, là nhà em này, cái này này là em bọc trong một cái túi ni lông sẵn rồi, nhưng mà là để trực tiếp vào đâu. Còn đây là giò tai này. Những ai mà bác là thích ăn giò tai này, cho chị con dao. Giò tai thì mọi người thả vào lẩu. Đó, giò tai này. Đó, nó như thế này. Nhưng mà khi nào ăn thả vô. Còn đây là mọc ha.
Đây là mọc nha, gói mọc này. Mọc này nhà em đã làm sẵn rồi. Đã ấy với nấm hương, mọc nhĩ này. Đã để sẵn rồi, chỉ việc đun nước sôi này. Thả mọc này, đó. Thả mọc xong là mọi người cứ thế là ăn thôi. Đó, từng miếng mọc. Để giá đông tự nhiên nhé. Đó, mọc làm xong rồi, bỏ ra rồi cất hai cất tủ đông. Ăn nhà cái gì mà chị em, chị Trang có em bé rồi không má ơi? Có em bé đi em bé mỡ, trời tôi khổ với mấy bà. Chưa có em bé má ơi. Tôi khổ các bà ghê vậy đó. Đây, nước lèo, măng, mọc, mời mấy bà thả mọc vào đây. Đó, trình bày nhiều đồ thẳng vào luôn. Tôi nhìn nước lèo đây chị. Đó. Đó, ở nhà cứ làm xào miếng măng này, miếng măng này. Đó, ninh miếng sườn lên này. Đó, linh miếng sườn lên. Sau đó là xào măng. Đó, nấu nước lèo. Nấm hương đây rồi. Đó. Các bác thấy không? Nhà em là sẵn sàng lắm. Tại mọc thì mình đã vê sẵn rồi. Chị nghĩ là thêm nước. À, thêm ấy chăng? Thêm, chị nghĩ làm ra mấy cái tô đi. Đổ cho bà, cho ấy mấy cái tô. Nói chung là bún mọc của mình bắt đấy mấy bà. Em dùng hạt nêm bò. Đó xong mà. Ra ba tô, ra ba tô ba bà. Ăn một tô. Đó, bún đã được trụng, chia đều cho bốn thánh. Chúng nó đi chơi về, chúng nó đói lắm. Em đang lấy tô mới ăn hả Trang? Cái gì? Cái tô này hơi ít. Nhiều quá. Ít thôi. Nhiều quá chăng ạ? Đó. Ngon, đỉnh cao của chóp nha mấy mẹ.
Yến ơi. Ra ăn miến măng con ơi, coi bỏ con miến măng ăn miến rau cải, bún rau cải. Cắt miếng rau cải ra. Ăn rau cải măng đây. Măng hay rau cải? Ít thôi à? Nửa cái này cả, nửa bún thế à? Muốn nửa bún kìa. Nửa vào. Tí nữa mà đói bảo thêm bún nó trước với tôi nữa nha. Bọn trẻ con sợ nó ngon mang. Rồi. Trời ơi, cái bác ơi. Tại vì á, mọi người biết sao không? Kiến nó không ăn măng. Biết rồi. Tôi biết các thánh không ăn măng rồi nên là tôi... Bọn con mới ăn bún không. Bún không à. Đây bún với nước đây, các cô yên tâm. Ok. Đang ăn bún này, đang bún nhà em này. Em ơi, chắc 10-15 phút nữa chị ghé trước. Đây. Ủa, sao vậy mẹ? Chị. Hả? Đang. Sao vậy? Tại vì mình rước con về xong rồi đưa anh hai đi học bên Tân Bình nữa. Nên vậy là thì... đâu có rước. Hả? Để cô Trang đưa. Không được, ở nhà không có ai mà đưa đâu. Thì cô Trang đưa qua con tụi đi lên rồi con ở nhà chờ mẹ về. Đâu có được, 10 giờ mẹ mới về tới nhà mà con nhà mình đâu có được. Sao tôi 10 giờ bà đón ở đây được? Được, 10 giờ chị ghé đón được mà. Ý kiến ngủ trễ tụi nghiệp. Không sao, 10 giờ mẹ thấy thì... bạn Trang phải đây. Chứ lâu lâu con có qua được mà. Đó. Khoảng nếu mà đón được là 9 giờ rưỡi chị mới ghé chị đón được. Tại được. Vì 9 giờ âm nó bên Tân Bình mới ra, nó chạy về tới đó 9 rưỡi. Được. Nó ở đây ăn được một chuyến này không sao đâu. Vậy hả? Vâng. Ở đây con vui luôn á nhà. Quá trời. Rồi rồi vậy chị cho cho ở đó giúp chị nha. Cảm ok ơn Trang nhiều okay, nha. Chị. Dạ. Đã. Nào Trang bây giờ cho chúng nó luôn. Nào ba bà.
bây giờ ba bằng bật cặp còn đây là thôi. Thôi, đây là tô của tôi cho chiếc béo này. Các bác thấy không? Tầm này mình em đêm chơi vơi mời các bà. Là trời. Trang hoa là trang mọc. Rồi, chết chưa, trình bày đẹp không? Đó, các bà thấy không? Ăn hai, ba đứa ăn nữa kìa. Tao bốc tôi chụp hình cho tao cả mày ăn chung. Đi với băng ra ngoài bác đi đi. Bây bác đây cho chị xem. Con ngồi ghế cao không ăn được đâu. Không, con ăn ngồi thế này. Tao có ăn rau nhỉ. Ăn miếng rau cho đỡ táo bón. Nào, tôi báo cáo tình hình cho ba mẹ phụ huynh là đang ăn rồi nhá, để chơi tiếp mà. Đúng không? Tôi nói mẹ con vô xem livestream của cô đi, cô mới biết mẹ con mới biết cô là con đang ăn. Cái nào là mẹ con nghĩ là không ăn.
Yên tâm, cô đã quay clip của hình rồi, an tâm. An tâm. Ê Trang, mày phải ăn bớt, bớt tao này đi Trang, nhiều quá. Bún, một con bún này này này. Em không có những rau thơm nữa chứ, ơ không có quả tắc đâu. Nói chung giờ bây giờ mới ăn với mấy mẹ. Đói lắm mấy bà ơi. Đi ra mấy cái chỗ khu vui chơi chúng nó toàn ăn cái gì không à. Đi ra đó măng ta nói đúng là mình người Việt Nam mình chỉ có ăn măng miến bún là ngon. Giò tai này, mọi người nấu bún riêu, anh lầu, rất ngon. Trời ơi, tao nói rau thơm. Nấu ở nhà ăn ngon. Bún gì đấy? Đang ăn bún nó còn nướng con khô. Đó, mọc này. Đó, miếng mọc ha. Quỳnh Trang ơi, em xem chị ăn miếng bò viên, miếng măng móng giò từ ngày sinh viên năm 2 đến giờ con em 3 tuổi vẫn xem. Chị mới ăn nào. Bà nào lười á, ghé quán em mua mọc. Mọc của quán em là tự xay, tự làm. Nói chung nhà em làm miếng mọc trông nó không được đẹp mắt lắm. Thấy không? Nấm hương mọc nhĩ, thịt xay, xay đều giò á, xay như xay giò.
Ừ, tao nói ngon lắm. Nói chung là ngon. Ăn những cái đồ Việt Nam nó ngon gấp vạn lần. Ăn đồ Tây, đồ bò. Thích gì đi. Lớn non bơi. Chào chị Kiệt. Chào Ali Hoàng Vũ, chào Kiệt, chào dì Kiệt. Hôm nay đi chợ Kiến, đi chơi cả ngày về. Ngon lắm. Nói chung là em một cái là em ăn đủ ăn ở nhà không à. Ra tiệm mà toàn gọi đĩa rau luộc thập cẩm chấm trứng. Thực phẩm bên ngoài á, nhiều khi không biết được làm một lần, hoặc là phải ăn những chỗ quán quen. Có củ, có ăn hết phở rượu bún chưa? Cái gì vậy? Đúng rồi mà, cứ để lại cái viên
mộc á. Mộc là cái thịt trong là xay làm giò á. Đây 4 giờ 10 rồi. Em ăn tô rau đi. Ăn non đêm luôn. Cái đùa đâu. Giờ ăn no đến đêm. Ăn hết chú mọc còn no đến đêm. Ăn đêm hết rồi. Đó, giò tai. Nó căng. Hết cái nước mỡ quên. Chào bảy bông. Chào bởi bóng em yêu. Em đang làm gì đấy? Chị mới đưa bọn trẻ con đi chơi về. Ăn nhưng bây giờ tao vào lăn tao ngủ. Không bao nhiêu em. Ăn xong lăn tao ngủ. Buồn ngủ quá. Hôm nay ngồi canh chúng nó đi chơi ở chỗ kia kìa. Buồn ngủ dã man. Mà chỗ công cộng không tắm lăn ra ngủ má ơi. Chết. À đi, nó đi chơi từ lúc 8 giờ sáng nhé.
Đến 4 giờ chiều nó về em nhé. Nó chơi có bao nhiêu đâu. Giờ tắm đi ngủ đây. Đi ngủ tắm đây. Bye bye các mẹ. Lịch chạy là ngày mùng 10 tháng 12. Lịch chạy là 10 tháng 12 như vậy. 10 tháng 12.